Rồi, chào tất cả các anh thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 21 tháng 2. Video tổng cộng anh sẽ có lên mình là 4 con máy. Thì lần lượt sơ lược những dòng như là tờ Win như này, tờ Win 6000HG này, Shimano LF. Đây có 3 con Shimano và 1 con Olympic cho mình nha. Đây là 3 con size nhỏ, con 6000, còn con kia thì máy nhôm của Olympic, máy size lớn tầm khoảng 8000 cho mình. Cần thì em có những dòng như là cần tay, đây, cần chất liệu graphic nha, hạ tay, độ cứng cao 4-5H cho mình. Một số cần carbon thì có những dòng như là 4m5, 4m5 độ cứng 4, cứng 1.5, 5m4, độ cứng 5 cho mình nha. Một số cần lục thì em có những dòng như là một con Stader của dòng Shimano, cứng DS, dây trong và cần tay 8m1 nha, cho mình săn hàng cho nó phối rất là dày. Cần lua thì em có những dòng như là máy ngang máy đứng, độ dài cần từ 1m5-6 đến 2m7 của C nha, có M, cắm gốc và một số cần 2-3 khúc này chuyên dụng cùng ngâm lan xe, đánh trà đánh chim được còn nguyên hộp cho mình nha, cho mình cần có rất là mới. Rồi tất cả mặt hàng bên hàng Nhật Bản đã qua sử dụng thì em sẽ báo rõ tình trạng chi tiết trên video, anh em vui lòng xem kỹ giùm em nha. Chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp 0923 534 779. Tất cả mặt hàng bên ship có toàn quốc hết, 30.000 một đơn, anh em mua từ 2 sản phẩm nha, hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình ạ. Rồi mã số 1 đối với máy thì sẽ có cho mình con máy đôi chuột nha, con máy của dòng là Navi, Navi 3000R, con này thông đa số Shimano thì là size đúng cho mình nha, size 3000. Thông số cước là cước số 2 220m, cước số 3 150 và cước số 4 100m cho mình nha. Đây tổng thể thế này, có thông số cước sẵn cho mình luôn. Con này thì chạy cho mình là 3 Bomberin, con thì là dạng máy đôi chuột nha, thì nó sẽ có một cái chế độ chỉnh côn sau này, nó rất là tiện luôn. Con này hàng của bên làng Japan nha, đây Japan nội địa Nhật nha. Tổng thể thế này, con này không có cước sẵn, tổng thể của máy thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 99% nha, hầu như không có xây xước gì. Đây, máy này còn rất là đẹp, lô cước đây này. Những dòng mà thích là cái này mình câu ISO hoặc câu lua là vừa. Đây, khối thì bằng inox nha. Gạt cước cho mình ạ. Đây, rất là nhạy này. Còn là cước còn mới, tổng thể thế này, Navi 3000R nha. Rồi con sẽ test máy cho mình nha. Một chiều này có chế độ giặt nha, một chiều với mình. Cái đoạn cực kỳ là mượt rồi. Đây, câu lua, câu ISO hết sảy luôn. Rồi chút chặn hai chiều. Máy rất là mượt nha. Rồi tiếp theo, hai chiều cho mình. Rồi con này Navi Shimano, con này có mã số 1 giá 600 như này, 600.000 ạ. Rồi mã số 2 thì sẽ có một con máy Shimano, con này thì của dòng là Shimano LF như này, LF 2000. Thì những cái dòng này thì đa số là hàng Malaysia hết nè, Malaysia xuất thị trường Nhật hết. Cái dòng CLF này có nhiều size, nó sẽ là 1-2000, 4-5000 cũng có cho mình này. Con này hàng Malaysia xuất thị trường Nhật, máy thì còn rất là mới. Con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng trên 95%, thì nó sẽ kèm cước cho mình nha. Người ta đã vào cước sẵn cho mình rồi. Rồi size của máy là size 2000, thì thông số cước như sau: cước số 250m, 2.525 và cước số 3 là 100m cho mình. Đây, tổng thể của máy thì còn rất là mới. Những dòng thích hợp mình có lua nha, có lua hết sợi cho mình này. Thì lô cước có thể bằng hiệp kim, đây lô cước bằng hiệp kim nha. Đây, máy rất là mượt, gạt cước cho mình này. Đây, gạt cước nha, còn là cước còn mới này, tổng thể thế này. Nó sẽ chạy cho mình là Bomberin hết nha, những dòng sẽ có ABS hết, đời cao. Đây, mấy con là tập khoảng 2000 mấy cho mình ạ. Đây, có ABS đầy đủ nha. Đây, máy thì rất là mượt luôn. Chốt chặn cho mình hai chiều nè. Đây, chốt chặn hai chiều nha. Thì thích chuyện này mình câu lô nha, câu lô và câu ISO thôi, những cái dòng máy nhỏ. Rồi con máy này có mã cho mình là mã số 2, giá là 1.200.000 ạ. 1.200.000 nha này. Shimano LF ạ, 1.200.000. Mã số 3 thì sẽ có một con máy size lớn, con này của dòng C, dòng The Win thì anh em biết rồi. Con này là của dòng The Win Power 6000HG, dòng kháng mặn nha. Ở đây mình câu biển được này. Thông số cước như sau: cước số 4 204, cước số 5 109 và cước số 6 được 160m cho mình. Con này thì dàn Japan cho mình nha. Shimano SC83M. Tổng thể thế này, The Win Power. Thì con này nó sẽ tìm cho mình một cái dây dàn cước nha, và trong này thì có dù sẵn này. Dù này thì anh em có thể là săn hàng được nha, săn hàng công ngâm của lăng xe được. The Win thì dạng cao cấp của C rồi. Đây tổng thể thế này nha. Những cái dòng này thì đa số là hàng nội địa hết. Đây, nội địa Japan cho mình nha. The Win Power HG. Đây, tổng thể con có kèm cho mình dù sẵn hết. Con này máy rất là đẹp nha. Con này thì hầu như trên 90% nó sẽ thiếu mình mỗi cái hộp thôi. Con này rất là mới. Đây, rất là ok nha. Hộp cứ bằng hợp kim này, lưỡi gai đầy đủ như này. Đây, con này thì anh em kia inbox nha, em sẽ gửi hình cụ thể cho mình. Con rất là đẹp, từ Win Power 6000HG, đánh lục hay câu ngâm câu biển đều được cho mình. Rồi gạt cước cho mình nha, cực kỳ là nhạy rồi. Những con này thì em về đánh tới mà quýt luôn, cũng không hư được rồi. Tình trạng thì có rất ok. Tôi là hàng về nó bó nguyên thùng á, thì nó có xước sơ một xíu thôi, còn lại thì nguyên bản hết.
Rồi, còn những dòng thì có ABS đầy đủ này, tay núm thì tay núm lớn nha, cực kỳ là nhẹ cho mình rồi. Máy rất là mượt nha, tàu Wind Power 6000 HK. Rồi, chốt chặn hai chiều cho mình này, test hai chiều này, động nhẹ là chạy nha. Còn thì hết bàn kể cho mình luôn. Ở trong máy thì bên em đã test sẵn rồi, anh em nhận hàng thì vui lòng tháo hộp ra nha, mình kiểm tra thêm một lần nữa cho em ạ. Rồi, con máy này có mã số 3, giá của nó là 4.200.000 nha, 4.200.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 4. Số 4 đối cuối cùng với máy nha, là một con máy size lớn. Con này thì của hãng là Olympic, của dòng Server nha, Olympic Server. Con này là máy nhôm. Con này hàng của mình là Japan nha, Japan nội địa Nhật. Con này size lớn cho mình săn hàng đánh lục đều được này. Thì con này lô cứng thì bằng hợp kim. Đây, còn thân của nó là máy nhôm nha, người ta gọi là máy kim loại cho mình đó. Đây, size rất là lớn, tầm khoảng 8 đến 10 ngàn. Nước sơn thì màu đen, hàng Japan. Thế thế này. Con này kèm cho mình là kèm cước lớn nha, cước này thì mình có thể săn hàng được này. Đây, cước rất là lớn. Tổng thể thế này. Đây, gạt cước cho mình này. Đây, gạt cước rất là nhẹ nha. Tổng thể thế này nha. Thích hợp câu đơn, câu ngâm, câu biển hoặc là mình câu lục đều được cho mình này. Rồi, con này thì test máy cho mình nha. Để sẽ đọc thông số cước trước đây. Rồi, con này cước số 4 được 460, cước số 5 307 và cước số 6 được 300 m cho mình. Gratio con này thì là 1.4.1, thì những cái dòng máy lớn á thì nó ra cho mình tầm khoảng 1.4 mấy thôi. Còn máy nhỏ thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng trên 1.5 nha. Đây, chế độ giặt cho mình này, một chiều. Ở trong máy nhôm thì cực kỳ là mượt rồi, đổi tay trái phải được hết nha, tất cả máy ở đây, bốn con máy ở đây. Đổi trái tay phải được hết. Rồi, tổng thể thì máy hoạt động ok nha, còn rất là mượt cho mình. Olympic dòng Server Made in Japan, mã số 4, giá là 800. Size rất lớn nha, tầm khoảng 8 đến 10 ngàn cho mình. Rồi, đối với cần thì anh sẽ lên trước cho mình một số cần hay của cần tay fit nha. Những dòng thì anh em về đánh trê này, đánh chép đều được cho mình nha. Tay chất liệu của Rapfit thì giá thành rẻ thôi. Mã số 1 sẽ có một con cần, con này dạng là cần xúc đã hại tầng cơ tay của dòng Shimano. Độ dài của cần là 39 như này, 13 feet là 39, cần này có hạng là C này, Shimano. Thì chỗ này thì em đã tháo pad nha, có dính một xíu keo. Tổng thể thế này. 39 thì con này ngọn rất là lớn, ngọn của nó là ngọn 2.6 ly. Ngọn 2.6 nha, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 6-7H nha, tầm khoảng 6H cho mình. Rất là cứng. Thì đã được quấn chỉ chống nổi rồi, những cái dòng thì về có chép đánh chép hoặc là đánh những con cá trê được này, đánh chép đánh trê vô tư nha. Đây, phôi còn rất là ok. Chất liệu cần là Graphit thì giá thành sẽ rẻ hơn. Những con này mà anh em mà mua về những anh em mới tập chơi á, đánh mới còn rất là ok nha. Nó vừa cứng mà nó vừa bạo lực nữa, mà nó không khó gãy như này. Chất liệu Graphit thì khó hơn cho mình. Rồi, Shimano 39, con này cứng tầm khoảng 6-7H, trọng lượng con này là 280g. Ngọn 2.6 ly, mã số 1, giá là 220 nha, 220.000 ạ. Được cuốn chỉ chống nổi rồi. Rồi, mã số 2 đối với cần tay thì ở đây sẽ có cho mình con cần tay luôn, con này cần ISO hạ tay cho mình nha, cũng là cuốn chỉ chống nổi này. Con này thì độ dài của cần là 4m5 của dòng Cosin Nhật Bãi. Tổng thể thế này, chỗ này cũng được tháo pad và còn dính xíu keo. Đây, tổng thể thế này, con này dạng là ISO khoan nhỏ nha, 4m5. Thì con này ngọn của nó hiện tại ngọn lớn, ngọn của nó là ngọn 2 ly. Đây, đã được độ đồ bụi nha, độ cứng con này sẽ ra cho mình tầm khoảng 4H cho mình nha, 4H. Chất liệu Graphit, đây, Graphit nước sơn màu xanh này. Tổng thể con này cứng 4H, 4.5, 4H nha. Nó sẽ cứng hơn, thì khối lượng nó sẽ nặng hơn cho mình. Đây, quấn chỉ chống nổi rồi. Con thì về anh em tập chơi nha này, tập chơi đánh trà đánh chim được này. Đây, quấn chỉ chống nổi cho mình hết. 4.5 độ cứng con này là độ cứng tầm khoảng vào 4H cho mình. Con này trọng lượng của cần là 220g, ngọn 2 ly, mã số 2, giá 220.000 ạ. Thì ship là 30.000 một đơn nha, em sẽ đóng nước đầy đủ hết. Mã số 3, đối với cần. Số 3 trở lên thì toàn cần carbon nha anh em. Mã số 3 là sẽ có một con cần ISO khoen lớn. Đây, ISO khoen lớn, độ dài con này là 4m5, độ cứng 4. Cần carbon nha, hàng Nhật Bãi. Con này thì pad cũng là pad thường nha, pad thường. Tay cầm thì bằng carbon này. Và dàn khoen của nó đều là dàn khoen thường hết. Con này hạ tay tầm khoảng 4H đối với cần carbon. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây, hỗ trợ cho mình mic khoen Fuji này. Nó sẽ like cho mình là 3 khoen Fuji, 1 đô bu, còn lại là khoen thường hết. Bài khoen thường dưới này, ngọn 1.6 ly, ngọn con này thì sẽ đi kèm cho mình là có một khoen chạy này. Đây, phần carbon xoắn vân, hai khoen chạy cho mình nha. Đây, phần carbon xoắn vân. Tổng thể thế này. Thì con này hạ tay tức ra cho mình tầm khoảng từ 4-5H á. Anh em muốn hạ tay thì bên em muốn hỗ trợ hạ tay nha. Mình về đánh này, cầu đơn cũng được, cầu đơn ngắn thì mình có thể hạ tay còn của đài nha. Đây, nó sẽ bị chống nổ. Thì khoen con này sẽ like cho mình nha. Đây, ba khoen chính là khoen thường, còn ba trên này thì để đồ bố đó, là khoen Fuji xứ xám. 4.5 độ cứng 4, con này trọng lượng của mình là 340g.
con này hạ tay xuống nữa, rồi mình tầm khoảng vào 250 gram á. Mã số 3 giá là 500.000 ạ. Đây cần carbon nha. Mã số 4 sẽ có một con cần ISO khoang nhỏ, còn thích mình đánh cảm giác này. Đây cần ISO khoang nhỏ như này. Con này rất là đẹp. Cần ISO khoang nhỏ, cần này carbon, cần này có độ dài của nó là 45m, độ cứng là 1.5. Của hãng là Simat nha. Simat 5m 1.5. Khoang của cần là khoang Fuji loại silat xám. Con này khởi độ cứng 1.5 thì thích hợp đánh cảm giác thôi. Ngọn cần tiền rất là nhỏ, ngọn 1 ly. Hạ tay cũng tầm khoảng 3H. Phôi con này là phôi carbon nha. Đây phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này. Con này thì lóng liếc còn rất là đẹp nha. Simat thì đa số là hàng Korea hết, xuất thị trường Nhật. Con này thì phôi nhỏ nhẹ thôi, trong 1.5. Thích hợp đánh cầu cảm giác này. Đây, tổng thể thế này. Khoang của cần là khoang Fuji xứ xám. Các lóng thì còn rất là đẹp của hãng Simat. Pad cần là pad Fuji F6. Đây nắp chụp thì xoáy vặn bị nốc nha. Con này trọng lượng của cần thì cần được cho mình là 200g, ngọn 1 ly, mã số 4, giá 500 ạ. 500.000 nha. Mã số 5. Số 5 sẽ có một con cần ISO luôn. Đây con cần ISO khoang nhỏ cho mình này. Con này của hãng là Suyumi nha. Cần ISO khoang nhỏ của dòng Suyumi, độ dài là 5m3, độ cứng 2. Cứng 2 thì nó cho nhịn hơn cứng 1.5 xíu thôi. Con này hàng của mình là Korea, xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này, tem vàng đầy đủ nha. Đây made in Korea. Tổng thể thế này, pad cần là pad Fuji Stylus LF6. Tay cầm con này được làm nhám nha. Sau đây có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Đây. Tổng thể thế này. Dàn khoang của cần cũng là dàn khoang Fuji. Đây khoang Fuji loại silat xám. Độ cứng là độ cứng 2 thì ngọn con này thì nó bị hụt một xíu như này. Con này thì bên Nhật người ta đã cắt ngọn cho mình một xíu rồi. Hiện tại ngọn thì đôi cho mình là ngọn 1.7 ly. Thì con này hiện tại nó rơi cho mình tầm khoảng vào 5m2 thôi. 5m2 nha. Đây lóng ngọn còn rất là dài này, phôi carbon xoắn vân. Còn các lóng của nó thì còn đẹp này. Đây, nước sơn màu xanh nha. Cần là cần carbon hết cho này. Nói trong bên này hàng bên em á đã kiểm tra kỹ rồi thì mình vui lòng mình nhận hàng, thì anh em đồng kiểm thêm một lần nữa nha. Đúng hàng mình chốt thì mình cứ nhận thôi. Rồi tất cả khoen của mình là khoen Fuji xứ xám, cần thì có rất là ok. 5m3 độ cứng 2, con này trọng lượng của cần là 240g, ngọn tầm khoảng 1.7 ly. Mã số 5, giá con này là 600.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 thì có một con cần ISO khoen lớn, còn thì lóng lớn nha, đánh lục đồ cần được này, hoặc săn hàng. Cần ISO khoen lớn, cần này có dòng là Daiwa. Daiwa dòng này dòng Daiwa Liberty nha em. Cần ISO khoen lớn này. Độ dài con này là 5m3, độ cứng 5. Hàng China xuất thị trường Nhật nha, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Pad con này là pad vặn Fuji Daiwa chính hãng cho mình luôn. Con này thì phôi dày như này, phôi dày và trọng lượng độ cứng cao thì mình đánh lọc độ cần sang hàng được cho mình. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji. Đây khoen Fuji là silat xám. Tổng thể thế này, độ cứng cần là độ cứng 5. Thì con này ngọn cần thì ngọn zin nha, không hao hụt miếng nào luôn. Con này thì ngọn là 1.6 ly, ngọn zin theo cần. Ngọn có thiết kế cho 1, 2 này, 3 nha, 3 khuyên chạy cho mình ạ. Phôi carbon nước sơn màu bạc ạ, rất đẹp nha. Đây, tổng thể thế này, con này thì còn rất là mới, độ mới của nó trên là 95% nha. Này. Những dòng này hạ tay thì ra cho mình tầm khoảng 5-6H. Đánh chép vô tư. Chỗ này thì dính một chút sơn nha, không phải xây xước nha. Cái con này rất đẹp này. Đây có đóng một simi chống nổi cho mình luôn. Đây, tổng thể thế này. Tất cả khoen Fuji xứ xám, dạng khoen lớn, không nứt chân nha này. Không nứt chân, không dập, không bể cho mình. 5m3 độ cứng 5, Daiwa. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 410g, ngọn 1.6 ly, mã số 6. Giá con này là 1.200.000. Giá là 1.200.000 ạ. Rồi tiếp theo mã số 7. Số 7 sẽ có một con cần lục nha. Con này thì dạng cho mình đánh lục độ cần gần bờ, đánh tầm khoảng từ 3m độ lại là vừa. Cần lục của dòng Shimano. Con này của dòng Shimano Slider như này. Slider 4m05, độ cứng là DST, rồi cho mình tầm khoảng vào 27. Đây, hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Những cái dòng thì dọn dạng là súp mắm tôm như này, anh em hay gọi cái mắm tên nha. Rồi con này thì pass là Fuji LF7. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji. Đây khoen Fuji xích nha mình nha. Cái dòng này chỉ thua cái dòng khoen trắng cho mình thôi. Thì độ cứng con này độ cứng 27 DS. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây ngọn 2.4 ly nha. Bị khoen định bị lóng đầy đủ này. Đây khoen định bị lóng hết cho này. Đây có hai khoen chạy cho mình. Ngọn sẽ có hai khoen chạy này. Và phôi carbon xoắn hai da hết. Thì những cái dòng này thì cũng về được cho mình là tầm khoảng 20 cây á. Thì em bán cho mình được cũng tầm khoảng 8 cây rồi nha. Hiện tại ở nhà thì còn 2 cây thôi. Một cây 4m05 và một cây 4m25 nha. Thì độc giá hết 3 triệu một cây nha này. Khoen full xích hết, thua dòng khoen trắng thôi.
Rồi pad là pad Fuji Stylus LF7, pad cao cho mình nha. Những dòng thì bên em hỗ trợ hạ pad, quay keo cho mình luôn. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 380g, gọn 2.4 ly, mã số 7. Giá con này là 3 triệu nha, 3 triệu cho mình. Thì con này hiện tại ở nhà thì còn cho mình hai con thôi nha. Một con 405 và một con là 4.25. Thì mới như nhau hết, trên 90%, không dập không bể nha, không xây xước gì nhiều ạ. Rồi tiếp theo sẽ có cho mình hai con cần dây trong. Con cần dây trong mã tiếp theo là mã số 8. Con này là cần dây trong 3 khúc, độ dài là 3m3, độ cứng là 50. 50 thì cũng dạng vờ, hàng nội địa Nhật nha. Phôi carbon xoắn này, hay da toàn thân. Khoen của nó là khoen xứ xám. Con này độ cứng 50 thì ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.8 ly, đóng semi chống nổ này. Những cái dòng này á thì anh em có thể là câu ngâm câu đơn, mình lên khoen nha. Mình về mình có thể là làm cần dựng mình lên khoen. Hoặc mình để phần đánh dây trong cũng được, tay cầm thì bằng cán mút, bát là bát vặn Fuji DPS. À, tổng thể như thế này. Phôi hai da. Đây có một cái dây buộc bảo hiểm nha. Ba khúc carbon. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 340g, ngọn 2.8 ly, mã số 8, giá 500 ạ. 500 ngàn này. Rồi tiếp theo có một con cần dây trong luôn. Con này thì mã số 9 nha. Mã số 9 cần dây trong. Con này thì cần dây trong cần rút, cần của hãng là Daiwa. Đây, Daiwa cần rút. Thông số con này độ dài của nó là 3m. 3m nha. Độ cứng là T. Con này hàng có bên là nội địa Nhật, Japan này. Made in Japan, có mã code tem vàng đầy đủ. Thì con này bác có mình là bách vặn này, bách vặn đây qua chính hãng luôn. Và khoen của nó là khoen xít. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn lớn này, ngọn cái này là ngọn 3 ly. Con này tính theo mà cần rồi, con này thì ngọn của nó thì ngọn lớn, ngọn 3 ly. Con này độ cứng tính theo mà cần dạng cần ISO á, con này cứng tầm khoảng vào độ cứng 2 cứng 3 nha. Cầu đài tính ra cho mình tầm khoảng vào 3H cho mình nó thôi. Thì con này ngọn của cần là ngọn 360 độ nha, hỗ trợ cái đầu bu full xít này. Cái lóng này thì nó có xước miếng sơn, sức sơn không ảnh hưởng nha. Tổng thể thế này, ngọn 3 ly, 3m. Con này thì về mình câu đơn, câu ngâm mà được này. Đây, lóng rất đẹp nha. Độ dài con này là 3m, con đi kể cho mình là 3 lóng thôi. Cần dây trong nha này. Đây, cái dòng của dùng đai qua nha. Tình trạng rất là ok. Khoen phát là khoen phát full xích rất này. Của đai qua. Độ dài là 3m, thế là mình câu đơn, câu ngâm. Còn là tính theo mà cần câu tay, rồi cho mình tầm khoảng 3-3.5H cho mình thôi ạ. Nội địa Nhật. Trọng lượng con này là nhức nhẹ nha, 170g, ngọn 3 ly, mã số 9, giá 550, 550 ngàn ạ. Rồi tiếp theo mã số 10, số 10 thì sẽ có cho mình con cần tay, con thích cho mình săn hàng như này. Đây, cần tay săn hàng này. Cần tay carbon của dòng Bitfiller, độ dài con này là 8m1 nha, 8m1, hàng Nhật bãi, phôi carbon xoắn vân. Tay cầm con này thì được làm nhám cho mình này, được làm nhám, nắp chụp thì xoay bằng bị nốc. Con này độ cứng cao như này, cho mình xem cái ngọn con này. Con này thì ngọn của nó là đây, ngọn con này thì được thay cái đầu bua nha. Những cái dòng này thì bên Nhật á, đa số là đầu bua 360 độ chống xoắn, thì con này bên Nhật ta thay đầu bua cho mình rồi. Cái đầu bua này thì nó sẽ khó xúc hơn. Đây, cái đầu bua 360 độ thì nó dễ xúc cho mình nha. Ngọn hiện tại có cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 1.7 ly. Đây, tầm khoảng 1.7 1.8 ly nha. Phôi carbon xoắn vân. Con này thì phôi rất là dày, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào con này thì cứng như này, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 56H á. Những dòng mà thì phôi rất là dày. Phôi carbon xoắn vân. Thế là bạn em về đây, sang hàng này. Tổng thể thì nó sẽ có xì xước. Để xước dầm một số nha. Dầm một số chỗ như thế này. Còn lại thì ok hết, không dập không bể nha. Trong hàng đến thì anh em vui lòng nhận hàng đồng kiểm thêm một lần nữa này. Đây. Dạng có xước nha. Xước dầm. Không thể nó cần cho mình. Phôi của nó là phôi carbon xoắn vân hết. Nước sơn độ có ghét nha. Thì anh đo cho mình là cái gốc. Rồi, con này cho mình xem phôi chứ. Đây, phôi con này tương đối dày nha. Phôi này thì sang hàng được cho mình này. Đây, lóng thế này. Tình trạng này có xước như này. Cho tôi bên Nhật người ta đã câu 1k, 2k, mấy k trước á, thì nó cát nó vào á. Có xước dầm thôi, còn lại thì ok hết. 8m1, độ cứng con này tầm khoảng vào 6H. Ở trong thì ngọn lớn tầm khoảng 1.6, 1.7 ly cho mình. 8m1. Tay cầm con này thì cũng nhỏ thôi, nó được làm nhám thì khúc cái này xuống luôn. Đây, ở đây mình cầm nó chắc tay hơn. Đây, lóng nhỏ nha. Tay cầm tầm khoảng 25-26 cho mình ạ. Con này thì trọng lượng của cần thì phôi rất là dày, 460g, ngọn tầm khoảng 1.7 ly, mã số 10. Giá con này là 1 triệu 6 như này, 1 triệu 600 ngàn ạ. Rồi, mã số 11, 12, 13 thì sẽ có cho mình 3 con cần lô. Mã số 11 thì sẽ có một con cần lô 2 khúc máy đứng. Đây, tổng thể thế này.
Cần hai khúc máy đấn, cần này có hãng là Olympic, con này cái độ dài cần là 6 feet nha, cần carbon. Đây 6 feet carbon của hãng Olympic, cần lưu máy đấn. Thì con này độ cứng của cần nó rơi cho mình tầm khoảng vào ML nha này, tầm khoảng ML thôi. Độ cứng tầm khoảng ML. Khoen con này đều là dạng khoen Fuji hết nha, khoen Fuji là xi đá xám. Độ cứng ML thông số tải 10 con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 14 gram. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Đây tất cả khoen của mình đều là khoen Fuji. Hết phôi carbon xoắn vân này. Con này thì tay cầm của nó được cuốn nha, được cuốn bằng keo. Mà trong tay cầm thì bằng cán bút như này thôi. Mà nó thêm cuốn thêm bằng keo á. Cái này thì nó chắc cầm chắc tay và khỏi bị dơ nha. Cái này thì bên cần thủ trước nó cuốn cho mình rồi. Pad Fuji FPS size 18. Trọng lượng con này là 110 gram, ngọn 1.8 ly. Mã số 11, giá 500 ạ. 500 ngàn nha. Lưu lắc lưu chẽn được này, thường carbon, Olympic nội địa Nhật. Rồi tiếp theo có một con cần hai khúc, con này thì cần lưu máy đứng máy ngang như này. Đây cần lưu máy ngang cho mình, cần carbon luôn. Độ dài con này là 5.6, nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 1m68 cho mình, độ cứng là ML. Đây 5.6 1m68. Thông số tải mồi cho mình là từ mắt là 21 gram, tải cá mắt là 20 lp, tầm khoảng 10 ký cá được nha. Khoen của nó là khoen Fuji hết nha. Đây khoen Fuji hết. Khoen Fuji xích hết cho mình này. Phôi carbon xoắn vân. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly ạ. Đây ngọn con này là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn con này là ngọn 2 ly. Phôi rất đẹp nha. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút, bát là bát vạn Fuji FPS nha, 16 Japan cho mình. Thì gắn máy nhỏ thôi. 1m68 cần lưu máy ngang. Con này trọng lượng cũng cần là 100 gram, ngọn 2 ly. Mã số 12, giá 450, 450.000. Thôi bạn này mình lưu lóc được chém nha. Tiếp theo mã số 13 sẽ có cho mình con cần lưu hai khúc của dòng C này, Shimano. À, tổng thể thế này. Cần lưu hai khúc, cái này có dòng là Shimano. Độ dài con này là 9 feet như này. 9 feet. Độ cứng M này là 2m7 cứng M. Con này hàng của mình là hàng China xuất thị trường Nhật này, nó sẽ có cái mã code này. Và tem vàng đầy đủ cho mình nha. Đây, tem vàng đầy đủ. Thông số tải mồi cho mình là từ 8 đến 42 gram, tải cá từ 8 đến 20 lp, mát tầm khoảng 10 ký cá. Của dòng Shimano, dòng Monsort nha. Đây, Monsort China xuất Nhật. Dàn khoen của nó đều là dàn khoen full seat như này. Đây, dàn khoen của này là dàn khoen full seat hết. Hỗ trợ một cái đầu bu full seat chống xoắn này. Có này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, 2.7 cứng M. Thế là em mà lưu lóc, lưu chẽm, đánh nhớ hơi chất thật đều được. Và trong tải mùa mát cho mình là 42 gram là vô tư nha. Đánh thoải mái cho mình rồi. Rồi, pad con này là pad vặn Fuji Shimano chính hãng cho mình luôn. Tay cầm thôi này thì bằng cán mút nha. Đây cán mút. Đều là dàn khoen full seat hết. 2m7 cứng M của Shimano. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 190g, ngọn 2 ly, mã số 13. Giá con này là 1 triệu nha này, 1 triệu 300 ngàn. 2m7 cứng M nha, của Si. Khoen full seat hết. Mã số 14 thì sẽ có một con cần cắm gốc. Con này thì cần cắm gốc, thế được anh em mình câu zit, câu biển này. Đây câu lưu mấy ngàn là được này. Cần cắm gốc cho mình nha. Con này là cần cắm gốc, thông số như sau. Độ dài của cần là 1.8 nha này. Được, con này là 1.8, hàng Korea. Đây, made in Korea, hàng Korea nha. Tay cầm có thể bằng cán mút, dạng khoen của nó đều là dạng khoen Fuji. Đây, Fuji ba chân loại xi đá xám hết. Phơi của nó là phơi carbon, giả vân gỗ cho mình này. Đây, tổng thể thế này. Nó sẽ hỗ trợ cho mình một cái đầu bu full seat chống xoắn, còn lại là khoen ba chân Fuji xi xám. Có là độ cứng có cần tính theo cần lô thì con này cứng tầm khoảng MH cho mình nha. Đây, M đến MH. Con này thì nó nặng á, nó nặng là nặng cái chỗ cái cán của nó bằng inox cho mình này. Bắt đầu bắt vặn Fuji LB24. Tổng thể thế này. Cốc của nó thì được gắn cho mình một cái đệm của xô nha. Cái đệm của xô cho mình nè. Nó khỏi bị chắc được chắc tay này. Rồi độ dài con này là 1.8, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào M đến MH, tính theo cần mà cần lưu nha này, cần lưu đánh biển. Câu zip được này. Con này trọng lượng của cần là 440g, ngọn 2.5 ly, độ dài 1.8, mã số 14. Giá con này là 700.000 nha, hàng Korea xuất thị trường Nhật cho mình. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 thì sẽ có một con cần hai khúc. Con này là cần Hechi. Đây cho mình câu bè nha, câu ngâm này. Tổng thể thế này. Cần Hechi hai khúc, con này cái độ dài cần là 1.8, độ cứng là 30. Đây độ cứng là 30 nha. Tổng thể thế này. Thì con này độ cứng 30 thì cũng dạng vừa, dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji giả quang, hỗ trợ mình cầm ban đêm tốt hơn. Ngọn con này thì ngọn lớn. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly phơi carbon xoắn vân. Con này thích cho mình câu bè, câu ngâm. Câu cá gì cá nâu được này. Rồi pad con này là pad Fuji F6. Tổng thể cần như thế này nha, cái cán của nó thì là cán dẹp bằng gỗ. Dạ mình câu Hechi á, câu bè cho mình. Trọng lượng con này thì cân được là 170g, ngọn 2 ly, mã số 15, giá 500 ngàn. Đây, giá 500 nha.
Tiếp theo mã số 16 sẽ có một công thường 3 khúc chuyên dụng cung ngâm của Lancer cho mình. Con thích là bên câu cảm giác thôi, con này thì của hãng là Olympic. Nó sẽ đi kèm cho mình hai ngọn nha, có một ngọn phụ cho mình ạ. Cân của 3 khúc của Olympic, độ dài con này là 3m3, độ cứng là 30. Dòng Olympic Century, carbon rod, nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ này. Thì con này có kèm cho mình một cái ngọn phụ, ngọn nó thì cũng bằng nhau thôi. Đây, ngọn thì một khoen lớn, một khoen nhỏ cho mình. Con ngọn của con này thì hai ngọn đều là tầm khoảng 2 ly cho mình thôi nha. Đây, ngọn hai ngọn đều là 2 ly. Và khoen của nó đều là khoen Fuji hết. Đây, khoen Fuji, lợn sứ 3 chân, đã 6 mét, đóng semi chống nổ này. Tổng thể thế này, 3 khúc Olympic. Độ dài là 3m3, độ cứng 30, thế là mình đánh cảm giác. Tay cầm cán mút, bát là bất phẳng Fuji Gold. Đây, Fuji Gold cho mình nha. Con này thì thích hợp và đánh cảm giác thôi, trong là cứng 30 đối với cần 3 khúc thì rất là mềm nha, rất là mềm ạ. Con này trọng lượng của cần thì cân được cho mình là 240g, ngọn 2 ly, mã số 16, giá con này là 800.000 nha anh em, hai ngọn kèm này. Đây, hai ngọn kèm cho mình nha. Mã số 17 tiếp theo sẽ có cho mình con cần 2 khúc, còn thì nó dài, cần 2 khúc 3m cho mình. Đây, 2 khúc 3m cần rất đẹp. Cần này có độ dài cần là 3m, độ cứng cần là 50 của dòng Fishing Hunter sang hàng cho mình. Phôi carbon này, xoắn vân nha, hàng nội địa Nhật, tem đầy đủ. Thì độ cứng con này là rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Đây, 50 đến 80, dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji. Đây, khoen Fuji loại sứ đá xám nha, phát quang cho mình này. Đây, loại sứ phát quang, nó sẽ hỗ trợ cho mình cái đầu bu phu xích chống xoắn. Con này ngọn cần thì ngọn lớn, ngọn con này là ngọn 3.8 ly. Có thì thích là cho mình đánh tra đến chim, đánh tra đến chim, đánh bạo lực được nha. Đây, phôi carbon xoắn vân này, cần thì còn rất là đẹp. Tay cầm thì bằng cán mút, bát con này bắt vạn Fuji FPS 22, cần thì còn rất là đẹp. Còn này thì đánh tra đến chim mà được, nói chung là cứng từ 5 đến 80 thì cũng dạng vừa cứng cho mình rồi. Khoen dạ quang mình cơ ban đêm sẽ rất là tốt, thấy được cần nha. Trọng lượng con này thì là 310g, ngọn 3.4 ly, tầm khoảng 3.4 đến 3.5 á. Mã số 17, giá cần là 1 triệu nha, 1 triệu cho mình này. Đây, rất đẹp nha. Rồi tiếp theo mã số 18 thì sẽ có cho mình con cần 2 khúc, con này chuyên dụng cho mình câu chép như này, câu chép cùng ngâm. Cần hai khúc của dòng Daiwa Horolock, thông số như sau. Độ dài con này là 2m7, độ cứng là 30. Con này hàng của bên là Korea xuất thị trường Nhật này, sẽ có cái mã code tem vàng đầy đủ. Thì con này thì nó được cuốn, nó được phủ như này, cho nên nó phủ cái lớp kim tuyến ở ngoài á. Đây, nó phủ cái lớp kim tuyến ở ngoài cho mình này. Và ngọn con này thì nó được phủ một lớp phản quang. Ngọn này thì anh em câu ban đêm mình có thể thấy cần được. Con này ngọn cần thì ngọn zin của nó tầm khoảng vào 2.2 ly thôi. Thì nó phủ thêm lớp ngoài thì nó dày hơn mình một xíu, đóng semi chống nổ. Và tất cả dàn khoen con này đều dàn khoen Fuji 3 chân hết. Con này thì nó được xịt cái kim tuyến lên như này. Đây, kim tuyến. Trong 27 cứng 30 thì cũng dạng mềm thôi. Câu cảm giác, tay cầm cán mút, bắt bắt vặn Fuji Daiwa này. Đây, nó xịt kim tuyến lên cho mình nha. Cộng ok, sau này có độ cho mình có dây buộc bảo hiểm rồi. Độ dài là 2m7, độ cứng là 30 của dòng Daiwa, hàng Korea. Trọng lượng con này là 320g, ngọn tầm khoảng vào 2.2 ly. Tính phủ cái lớp là 2.6. Ngọn mã số 18, giá 550 ạ, 550.000. Cầu ngâm của Lancer nha. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 thì có con cần 2 khúc, con này cũng chuyên dụng cầu ngâm Lancer. Con này của hãng là Navigator. Navigator thì độ dài của nó là 2m7. Những cái dòng mà thì nội địa Nhật hết nha. Đây, nội địa Nhật Bản hết. Con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji lọ xí đá xám, hỗ trợ cái đầu bu chống xoắn cho mình này. Con này ngọn cần là ngọn đặc nha. Đây, chỗ này chỗ tháp cho mình. Ngọn cần là ngọn đặc, hỗ trợ mình tải cá tốt hơn. Ngọn con này thì đo sát cho mình trên này á, thì ngọn 2 ly. Con này thì cứng như này. Độ cứng con này sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 80 đến 100. Đây, phôi carbon xoắn vân hết này. Đây, tổng thể thế này. Thì tay cầm con này thì nó bằng bọc một cái miếng mút nha. Miếng mút ở đây. Bát là bát vạn Fuji FPS 24. Con này còn nguyên bản nguyên zin của Navigator. Thế là mình đánh tra đến chim, đánh bạo lực được. Và trong cần thì có rất là mới. 2m7 cứng tầm khoảng 80 đến 100. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 360g, ngọn 2 ly, mã số 19, giá con này là 900 ạ. À. Giá 900 nha, mới cho mình ạ. Rồi cuối cùng mã số 20 thì sẽ có cho mình con cần 2 khúc của dòng NFT. Đây, dòng power lớp nha, còn nguyên hộp này, con này còn mới cứng. Cần 2 khúc NFT, 2m4, thông số như sau. Độ dài con này là 2m4, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 100 nha anh em, đến 120 này. Trọng lượng là 350g, ngọn thì 1.9 ly, ngọn đặt ngọn tháp. Gốc là 22.1mm nha. Đây, thu gọn là 125cm cho mình. Tổng thể thế này nha, cần nè. Còn mới cứng luôn, nó chỉ còn thiếu một cái bao vải thôi. Thích hợp anh em mình đánh biển, đánh ngâm Lancer, đánh cá lớn được nè, độ cứng 100-120. Đây NFT của dòng power lớp nha. Power lớp thì phôi của nó là phôi carbon xoắn hay da hết. Ngọn cần thì cũng là dạng ngọn đặc, ngọn tháp này.
thì ngọn cũng là cạch bằng xoắn hai da. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu Fuji biển này, cái đầu bu này cực kỳ chắc chắn nha. Nó sẽ chắc chắn hơn những cái đầu bu thường rất là nhiều. Còn khoen cần là khoen Fuji xứ xám hết. Đây hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ. Phôi hai da, rất đẹp. 2 meter cứng tầm khoảng 80 100 đến 120. Pad là pad Fuji FPS D22. Đây, cần có rất là mới. Con này thì ở bên Nhật á, người ta giá mới, giá cũ của nó là 15.800 yên, nó rơi cho mình tầm khoảng 3 triệu như này. Tầm khoảng 3 triệu cho mình. Thì con này để cho mình là mã số 20, giá con này là 1 triệu tư nha. 1 triệu 400 ngàn ạ. Đây tổng thể thôi nha. Còn nguyên hộp nha, 1 triệu tư cho mình. Đất tay còn mới cứng luôn. Thích hợp mình mua sưu tầm nha. Mua trưng bày hoặc là đánh tra đánh chim đánh bạo lực được này, ao sum hồ tự nhiên. Rồi tổng thể thì ở đây em có cho mình là hai mẫu cần và một số máy. Thì anh em ấn mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại giùm em. Thì ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo hoặc qua Facebook nha. Zalo thì em có hỗ trợ hết. Rồi anh em xem được video cho em đăng ký bật thông báo thì hàng hóa về nhiều thì em sẽ cập nhật liên tục cho mình nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha đã xem hết video của em. Chúc anh em một ngày tốt lành ạ. Hẹn gặp video lần sau nha.